Em chào mọi người nha. Hôm nay em có một con TH26 nha mọi người, nòng 34 ly. Con này thì quá đẹp luôn rồi, không có chỗ nào chê nha mọi người. Nè, áo là mặt trước của nó nè, không chày chỗ chốc sơn gì nha, cực kỳ đẹp. Mặt sau nè, áo liền lạc, không bể bỡ cánh nào hết nha. Nòng nè, sáng đẹp nha mọi người. Đó, con này thì em bao cho mọi người máy móc nguyên zin nha. Áo bô nè, liền lạc nè, không bể bỡ nha. Bình xăng thì vàng nha. Con này thì dùng chế điên theo máy luôn, chưa thay đổi gì hết nha mọi người. Đó. Con này thì cần thẳng nè, em lên ga sống mà mọi người dễ sử dụng nè. Tem cũng cần cũng còn đẹp hết rồi nha. Đầu bò nè, đầu bò chén bát đủ lăn êm nè. Con này chén rồi cũng còn mới nè nha mọi người. Rồi em tiếp nổ tiếng máy cho mọi người nha. Rồi mọi người ai quan tâm con này á, thì liên hệ em để được giá tốt nha. Rồi, cảm ơn mọi người xem hết video.